Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại đến với Kỳ Lân Luxury. Thì ngày hôm nay Kỳ Lân Luxury muốn cho tất cả các bác xem về một chiếc nhẫn vàng hồng 18K Âu 750 được đính sàn tắm. Đây hiện tại nó đang là một cái vỏ nhẫn như thế này. Thì chiếc nhẫn này được đúc đặt từ vàng 18K 750. Đây, các bác có thể nhìn thấy ở phía bên trong sẽ có những cái chuyện được đóng. Và được đính xung quanh đây là sàn tắm thiên nhiên. Nó sẽ rất là sáng và đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy rất là long lanh. Một cái mẫu nhẫn nam rất là đẹp luôn. Rất là lấp lánh. Và chiếc nhẫn này sẽ được đính bằng viên sapphire màu xanh như thế này. Một viên sapphire thật, viên sapphire thiên nhiên rất là đẹp, màu cũng rất là đẹp luôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử. Đây thì bây giờ em sẽ test thử cái những cái viên sòng tắm ở trên chiếc nhẫn kim cương này cho các bác xem nha. Thì đây em sẽ dùng cây bút thử kim cương. Diamond. Diamond. Vâng, một bên thì chúng ta sẽ thử một viên bất kỳ ở phía mặt trên. Diamond. 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 Và tiếp theo chúng ta sẽ thử tiếp cái mặt bên này. Vâng, thì như các bác đã thấy thì em vừa test thử bất kỳ một trong những cái viên sòn tắm này. Thì tất cả đều là kim cương thiên nhiên. Và chiếc nhẫn này thì Kỳ Lân Luxury sẽ đính viên chủ bằng viên sapphire to như thế này và đẹp như thế này. Rất là đẹp luôn các bác ạ. Một viên sapphire màu xanh, một cái viên sapphire như thế này rất là đẹp. Em sẽ quay cận cảnh hơn để các bác chiêm ngưỡng cái viên sapphire của Kỳ Lân Luxury. Rất là đẹp luôn các bác. Vâng, và
Kỳ Lân Luxury sẽ đính chiếc ruby, đính viên ruby này vào trong cái chiếc vỏ nhẫn này. Thì các bác hãy chờ và đón xem ở cái video kế tiếp, xem rằng thì sau khi mà đính vào thì cái sản phẩm này của Kỳ Lân Luxury nó sẽ đẹp lên bao nhiêu lần. Thì hiện tại thì Kỳ Lân Luxury có nhận làm những cái sản phẩm như thế này dành cho tất cả các bác, có thể là phong thủy như là những cái màu đỏ, ruby đỏ chẳng hạn, hoặc là bác nào thích kim cương thì mình có thể gắn kim cương vào. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác hãy chờ và theo dõi tiếp cái video sau của Kỳ Lân Luxury. Sẽ là cái video về cái thành phẩm khi mà gắn cái viên sapphire này, khi mà được gắn cái chiếc nhẫn viên cái khi mà chiếc nhẫn này được gắn viên sapphire vào thì nó sẽ trông như thế nào. Vâng, và xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp.